Tỷ phú Nga Roman Abramovich gây sốc khi bán câu lạc bộ Chelsea lấy tiền ủng hộ Ukraine. Rạng sáng 3 tháng 3, cùng thời điểm câu lạc bộ Chelsea đánh bại Luton Town 3-2 để vào tứ kết cúp FA, tỷ phú Roman Abramovich gây chú ý khi ra thông báo xác nhận bán đội bóng chủ sân Stamford Bridge sau gần 20 năm sở hữu. Trong thông báo, tỷ phú Roman Abramovich cho biết, "Tôi muốn giải quyết những tin đồn gần đây trên các phương tiện truyền thông liên quan đến quyền sở hữu câu lạc bộ Chelsea của tôi. Như đã nói, tôi luôn đưa ra quyết định về lợi ích cao nhất của câu lạc bộ. Trong tình hình hiện nay, tôi quyết định bán câu lạc bộ vì tôi tin điều này sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho câu lạc bộ, cổ động viên, nhân viên, nhà tài trợ và các đối tác của đội bóng." Cũng theo ông Abramovich, việc bán câu lạc bộ sẽ không thể nhanh chóng mà theo từng quy trình. "Tôi không yêu cầu hoàn trả bất cứ khoản vay nào. Đây là việc sở hữu Chelsea, không bao giờ là vấn đề kinh doanh cũng như đội bóng sẽ mang lại tiền bạc cho tôi, mà là niềm đam mê thuần túy với thể thao và câu lạc bộ. Hơn nữa, tôi cũng đã chỉ định đội ngũ của mình thành lập một quỹ từ thiện với nguồn thu từ lợi nhuận bán câu lạc bộ. Quỹ này sẽ hỗ trợ cho tất cả nạn nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine. Nhu cầu trước mắt là cần hỗ trợ các nạn nhân và các công việc phục hồi lâu dài." Ông Abramovich cũng thừa nhận, "Việc ra quyết định bán câu lạc bộ Chelsea cực kỳ khó khăn và khiến tôi vô cùng đau lòng khi phải chia tay câu lạc bộ trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là lợi ích tốt nhất cho câu lạc bộ." Vị tỷ phú Nga cũng cho biết thêm trong thông báo, "Tôi hy vọng sẽ có thể đến thăm sân Stamford Bridge lần cuối để nói lời từ biệt với tất cả các bạn. Đó là một đặc ân trong cuộc đời được trở thành một phần của Chelsea và tôi tự hào về tất cả những thành tựu chung của đội bóng. Chelsea và những người hâm mộ sẽ luôn ở trong trái tim tôi." Tỷ phú Abramovich sở hữu Chelsea từ năm 2003, đến nay đã biến đội bóng tầm trung ở London này trở thành thế lực hàng đầu ở ngoại hạng Anh sau khi đổ tiền và đầu tư hơn 2 tỷ bảng và cũng giúp đội bóng chủ sân Stamford Bridge giành được đến 19 danh hiệu và trọn bộ sưu tập với chức vô địch mới nhất là FIFA Club World Cup. Theo đó, sau các sự kiện liên quan gần đây tại Ukraine, tỷ phú Abramovich chính thức ra thông báo xác nhận bán Chelsea vì lợi ích của đội bóng và hiện được tỷ phú người Thụy Sĩ Hans-Jörg Wiss và một nhà đầu tư người Mỹ Todd Boehly đang hợp tác để chuẩn bị mua lại câu lạc bộ thành bương đôn này. Huấn luyện viên Tuchel cũng cho biết, các cầu thủ và huấn luyện viên của Chelsea đã biết về quyết định bán đội bóng của tỷ phú Abramovich vào buổi tập cuối chuẩn bị cho trận gặp Luton. "Tất cả đều bị sốc và cho đến nay, chúng tôi hoàn toàn chưa nắm hết mọi tác động từ sự thay đổi quá lớn này. Chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu kế tiếp. Sắp tới, có thể giám đốc điều hành và ban lãnh đạo câu lạc bộ sẽ nói chuyện với chúng tôi và cầu thủ cũng như toàn bộ nhân viên đội bóng để nắm rõ hơn tình hình hiện nay." Trước đó, nhiều thông tin xác nhận tỷ phú Roman Abramovich bán câu lạc bộ Chelsea cho các đối tác từ Mỹ và Thụy Sĩ với giá trị hơn 4 tỷ đô. Sau trận đấu với chiến thắng kịch tính và cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở của Chelsea trước Luton, huấn luyện viên Tuchel không nói về chuyên môn khi thừa nhận, "Mọi suy nghĩ của tôi lúc này là Chelsea với Roman Abramovich. Tôi không thể tưởng tượng câu lạc bộ này không còn ông ấy nữa." Cũng theo huấn luyện viên Tuchel đánh giá về sự tác động lâu dài của Chelsea sau khi tỷ phú Roman Abramovich rao bán đội bóng, "Tôi không nghĩ nó sẽ có ảnh hưởng vì còn quá sớm. Tất cả lúc này như tôi đã nói là Chelsea với Roman Abramovich. Vì vậy, rất khó cho tôi để đưa ra bất cứ dự báo nào. Trước mắt đây là một thông tin rất lớn với một sự thay đổi cực kỳ lớn với câu lạc bộ." Trước đó, khi phát biểu trước trận đấu tại vòng 5 cúp FA gặp câu lạc bộ Luton, huấn luyện viên Tuchel khẳng định những liên quan tới tỷ phú Abramovich, ông chủ câu lạc bộ Chelsea, không ảnh hưởng gì tới đội bóng. Theo huấn luyện viên Tuchel, "Ngay cả việc ông Roman Abramovich ra thông báo chuyển quyền quản lý câu lạc bộ Chelsea, thì đối với tôi việc này không có gì thay đổi trong công việc hàng ngày. Tôi chỉ làm việc với giám đốc câu lạc bộ Marina Granovska và Preset, giám đốc thể thao.